Một cú rách khá nhẹ nhàng mà thấy đua. Ý. Trời bẹ nó bằng cái vùng siêu to cho nó máu. Hả? Cơ thủ hệ chiến. Bữa đầu nòi tới từ Bình Dương. Ông Hoàng ảo ma. Anh ấy đang dùng sức ba bò chín châu của mình. Biểu diễn vài đường cơ bản. Khá nhanh chóng đã lưỡng xong hai bì. Bì một kiều số 2. Và cũng tiện tay xin ngay con 1. Là một cú nhảy hết sức bình dân vào đối diện bì số 8 nào. Okay. Vâng, này là một pha combo cháo lái bên cả mái. Khiến người đẹp ngáo ngơ luôn rồi.